Chào mừng quý vị và các bạn đến với video phân tích và nhận định thị trường tài chính thế giới tuần 17 tháng 7. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cả Dow Jones. Dow Jones trong tuần vừa rồi đã tăng 2,29% và hiện tại đang đóng cửa ở cái ngưỡng là 34.509 điểm. Như vậy là một lần nữa Dow Jones lại đóng cửa phía trên cái ngưỡng 34.300. Nhưng không có nghĩa là Dow Jones đã thoát khỏi cái vùng kháng cự. Khi mà chúng ta nhìn lại trong quá khứ thì rõ ràng là đã có một vài tuần có những cái lực bán ở phía trên cái ngưỡng 34.500 ở đây. Thế nên liệu Dow Jones đã thực sự là bứt phá chưa? Thì có lẽ là chưa đâu. Nhưng chúng ta sẽ chuyển sang khung ngày để xem tình hình cụ thể hơn. Khi mà chuyển sang khung ngày thì chúng ta thấy rằng cái lực bán ở cái ngưỡng 34.500 là vẫn thực sự vẫn còn. Tuy nhiên cái lực bán này chúng ta đã thấy nó đã yếu hẳn đi so với cả những lần trước. Như vậy là cái khả năng Dow Jones sẽ có sự bứt phá là khá cao ấy nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cả vàng. Vàng trong tuần vừa rồi đã tăng 1,55% và đang đóng cửa ở cái ngưỡng là 1.955,4 đô la Mỹ. Vâng, như vậy là cái ngưỡng 1.960 vẫn là một cái ngưỡng cản khá là mạnh. Khi mà chuyển sang khung ngày thì chúng ta thấy rõ ràng cái lệnh short của chúng ta trong tuần trước và tuần trước nữa là phải cắt lỗ rồi. Và ở thời điểm hiện tại thì chưa có bất kể một cái tín hiệu đảo chiều đi xuống nào ở cái ngưỡng 1.960 cả. Như vậy là cái tỷ lệ vàng tiếp tục tăng vẫn khá là cao. Vậy thì trong tuần tới, tức là cái tuần 17 tháng 7, thì chúng ta hoàn toàn có thể là tìm cơ hội để chúng ta có một cái lệnh long nhá. Tìm cơ hội nhá, chứ không phải là chúng ta long luôn đâu. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cả dầu WTI. Dầu WTI trong tuần vừa rồi đã tăng 2,71% và hiện tại đang đóng cửa ở cái ngưỡng giá là 75,31 đô la một thùng. Rồi, như vậy là cái kèo long của chúng ta trong tuần trước nữa và còn trước trước nữa thì đã có những cái lợi nhuận rất tốt. Khi mà chúng ta chuyển sang khung ngày thì cái ngày thứ 6, cái ngày 14 tháng 7 là một cái cây giảm khá là mạnh. Tuy nhiên cái cây này vẫn chưa phải là cái cây nến khiến cho chúng ta phải lo lắng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Và ở thời điểm này thì anh em hoàn toàn có thể là chốt trước một phần. Có thể là 1/3 hoặc là chốt trước một nửa. Tùy vào cái kỳ vọng cũng như là cái mức chịu đựng rủi ro của mỗi người. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cả Bitcoin. Bitcoin trong tuần vừa rồi chỉ tăng có 0,38% so với tuần trước thôi. Và mức giá tại thời điểm làm video đang là 30.304 đô la Mỹ. Vậy là cái vùng đi ngang của Bitcoin là vẫn chưa thể phá được. Chúng ta sẽ chuyển sang khung ngày để xem chi tiết hơn nhé. Như vậy là trong cái ngày thứ 5, ngày 13 tháng 7, thì chúng ta đã có một cái cây nến đóng cửa hẳn phía trên ngưỡng 31.200. Thì về bản chất, chúng ta sẽ tìm kiếm những cái cơ hội để chúng ta vào lệnh long. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đi xuống một cái ngưỡng thời gian nữa, đó chính là khung giờ, để xem có thực sự có điểm vào hay không. Ở khung 4 giờ thì chúng ta thực sự có điểm vào long, đó chính là cái cây nến vào lúc 3 giờ sáng và 7 giờ sáng. Đây là hai cái cây nến mà chúng ta có thể vào được lệnh long. Và đương nhiên đến thời điểm này thì chúng ta sẽ phải cắt lỗ cái lệnh này nếu mà đã long. Còn nếu anh em nào mà vẫn đang giữ những cái lệnh long từ vài tuần trước thì bây giờ chúng ta vẫn có thể là giữ tiếp. Vài tuần trước chính là cái đoạn tầm 26.000 và 28.000. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cả chỉ số đô la index DXY. DXY trong tuần vừa rồi đã giảm cực kỳ mạnh, giảm 2,26%. Và cái mức điểm của DXY bây giờ đang là 99,959. Với cái mức giảm như thế này và với cái mức điểm như thế này thì DXY đang ở cái ngưỡng tiêu chuẩn, chính là cái ngưỡng 100. Khi mà chúng ta chuyển sang khung ngày thì cũng chưa có bất kể một cái tín hiệu đảo chiều đi lên nào nó thực sự rõ ràng và đáng tin cậy cả. Như vậy là cái nhận định DXY giảm trong tuần trước thì cũng đã khá chính xác.
Chỉ có điều là DXY giảm mạnh hơn những gì mà tôi nghĩ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả tỷ giá Euro và đô la Mỹ EU. Cặp EU đã tăng 2,36% và cái tỷ giá bây giờ đang là 1,12 đô la Mỹ. Với cái mức tăng này thì rõ ràng cái nhận định EU vượt qua cái ngưỡng 1.1 là đã thành công vượt ngoài mong đợi. Thậm chí là cái kèo long của chúng ta trong tuần trước là đang mang cái lợi nhuận rất tốt. Khi mà chuyển sang khung ngày thì chúng ta đang có một cái cây Doji vào ngày 14 tháng 7. Đây chính là cái cây nến thể hiện rằng đã có sự suy yếu của xu hướng tăng. Sự suy yếu ở đây không có nghĩa là sẽ có sự đảo chiều. Chúng ta cần phải tiếp tục theo dõi. Và đương nhiên với cái lợi nhuận tốt như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể là chốt trước một phần. Nếu như trong tuần sau mà EU lại tiếp tục có những pha hồi giảm từ từ về cái ngưỡng 1.1 thì chúng ta hoàn toàn có thể là làm thêm một cái vòng long nữa nếu như có cơ hội. Cặp tiếp theo là cặp GU bảng Anh đô la Mỹ. Tỷ giá hiện tại đang là một bảng Anh có thể đổi lấy 1.3 đô la Mỹ. Tức là cặp GU đã tăng 1,98% so với cả tuần trước. Vâng, một cái mức tăng rất mạnh. Vậy là cái kèo long GU của chúng ta trong tuần trước, thậm chí là tuần trước nữa đều mang lại những cái lợi nhuận rất tốt. Khi mà chúng ta chuyển sang khung ngày thì GU cũng chỉ có một cái cây nến đỏ nó nho nhỏ như vậy thôi, nó cũng chưa nói lên được điều gì cả. Thì ở thời điểm này chúng ta vẫn cứ tiếp tục quan sát thôi, chưa có gì phải lo lắng. Nếu như có những cái tín hiệu đảo chiều thì chúng ta cứ việc là chốt trước một phần cũng được, không sao cả. Cặp tiền tiếp theo của chúng ta cũng là cặp tiền cuối cùng, chính là cặp UJ đô la Mỹ và Yên Nhật. Hiện tại thì cặp UJ trong tuần vừa rồi đã giảm 2,38% và đang có cái tỷ giá là 1 đô la Mỹ đổi được 138,6 Yên Nhật. Với cái mức giảm này thì cái kế hoạch tìm điểm long của chúng ta trong tuần trước là đã không thành công. Chắc chắn là không có bất kể một cái điểm nào cho chúng ta long cả. Khi mà chuyển sang khung ngày thì rõ hơn rất nhiều. Hoàn toàn không có bất kể một cái tín hiệu đảo chiều đi lên nào ở cái ngưỡng 141 hết. Mà hiện tại thì ở cái mức cản mạnh hơn, đó chính là cái mức 137 cộng với cả cái đường MA100, chính là cái đường màu trắng ở đây, đây. Lại đang có những cái tín hiệu đảo chiều đi lên. Mặc dù chỉ là tín hiệu thôi, thế nhưng đây cũng chính là một cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Vì rất có thể trong tuần sau, UJ sẽ có những cái đợt tăng trở lại. Còn tăng mạnh hay không thì chúng ta phải tiếp tục chờ đợi. Như vậy là UJ trong tuần sau chúng ta sẽ canh điểm long nhé. Khi mà tổng kết lại trong khoảng một tháng trở lại đây thì chúng ta đang có những cái kèo vào lệnh rất tốt, trong khi chúng ta cắt lỗ thì không lỗ quá nhiều. Đây chính là cái lý do vì sao mà khi chúng ta cắt lỗ là phải cắt một cách thật là lạnh lùng, chứ chúng ta không nên trung bình giá để cái khoản lỗ đó nặng hơn. Chúc cả nhà mình sang tuần sau giao dịch thật là tốt và đừng quên like, share và đăng ký nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong tuần sau. Bye!